Ngỡ ngàng, con chó già, cách mà người dân gọi Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Câu chuyện con chó già là ai? Cách đây mấy hôm trước, bạn tôi đang đứng trên một vỉa hè ở quận trung tâm. Cạnh đó có một cặp vợ chồng già đang ngồi hóng mát. Bỗng bạn tôi nghe cụ ông hỏi cụ bà này, con chó già đó chết chưa? Câu hỏi khiến bạn tôi chú ý và lắng nghe coi hai ông bà nói gì. Thì ra con chó già lại là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, gọi tắt là Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Thấy bạn tôi lắng nghe cuộc hội thoại, ông bà cụ liền bắt chuyện với bạn tôi. Thực sự họ đã dùng những từ ngữ đầy căm thù dành cho giới lãnh đạo cộng sản. Cụ bà còn tỏ ra lo lắng không biết đến khi cụ mất thì có kịp thấy chế độ cộng sản sụp đổ hay chưa. Cụ ông liền trấn an cụ bà, nói là nền cai trị cộng sản sẽ sụp đổ sớm thôi. Hai cụ tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của chế độ chuyên chính vô sản trên đất nước Việt Nam này. Khi nghe bạn tôi kể câu chuyện này, tự dưng tôi nhớ lại lời của chính Tổng chủ mình. Mình phải có thế nào người ta mới như thế chứ? Nếu ông Trọng nghe được lời của hai ông bà cụ nguyền rủa ông thế nào, chắc ông cũng không muốn sống tiếp một cách nhục nhã như vậy. Nhìn những bình luận trên mạng xã hội trước tin ông Trọng có vấn đề sức khỏe thì thấy lòng dân vui mừng trước việc các lãnh đạo cộng sản đi gặp cha già dân tộc như thế nào. Còn vua thì lại làm vua. Thôi thì cứ cho hai ông cụ bà thuộc thế hệ trải qua chiến tranh quốc cộng và hai cụ bên thua cuộc nên căm thù cộng sản đi. Thế thì thế hệ trẻ Việt Nam sinh sau năm 1975 sẽ tin vào những gì mà chế độ cộng sản tuyên truyền. Thật ra bản thân tôi cũng từng bị nhồi sọ về công lao trời biển của Đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Thế nhưng tôi đã lờ mờ nhận ra vấn đề khi bản thân tôi và bạn bè đậu điểm rất cao vào đại học. Nhưng học bổng của các công ty nhà nước lại chỉ ưu ái cho con cán bộ cộng sản cao cấp, văn rốt võ nhát, được nhận học bổng đi du học, còn chúng tôi bị gạt ra. Sự bất công thủa mới vào đời đó khiến tôi thấy được chế độ cộng sản không hề công bằng và tốt đẹp như tuyên truyền mà chỉ là dối trá và bất công. Sau bao nhiêu năm vụ việc được lặp lại ở mức độ trắng trợn và đê tiện hơn, con em quan chức cộng sản được nâng điểm ở mức độ phi lý, thậm chí không điểm cũng trở thành thủ khoa đại học. Tôi có thể hình dung sự phẫn nộ của giới trẻ Việt Nam khi biết những tin này. Các em phải trải qua nhiều cực nhọc để luyện thi đại học, thế nhưng các em bị gạt ra ngoài để nhường chỗ cho con em của bè lũ cai trị. Các em phải hy sinh tương lai của mình để mang lại hạnh phúc cho dân tộc. Như lời của bà Phó Bí thư Thành ủy Thành Hồ, Nguyễn Thị Quyết Tâm, con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc. Nên nhớ, vụ việc nâng điểm này mới chỉ đổ bể trong năm nay, chắc chắn tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm trời, nhưng ở mức độ nhỏ hơn. Sau bao nhiêu năm không bị lộ thì đám quan chức đã trở nên chủ quan và liều lĩnh khi nâng điểm quá mức. Những học sinh rốt đặc lại trở thành thủ khoa đã khiến các bạn học cùng lớp phẫn nộ và mọi chuyện lộ ra từ đó. Một người em của tôi đã phải luyện thi đại học 3 năm trời mới đậu vào trường Y. Nếu em sinh ra là con của lãnh đạo cộng sản thì có lẽ em đã không mất nhiều thời gian như vậy. Chế độ cộng sản đã tước đoạt niềm tin của giới trẻ về một xã hội mà trong đó mọi người có cơ hội bình đẳng như nhau. Khi niềm tin vào sự công bằng không còn thì người dân chỉ còn biết dựa vào hầu đồng, thần thánh, bùa chú, giải vong, cúng sao giải hạn, vân vân. Đó là cội rễ của hiện tượng mê tín phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện nay. Còn những ai đó có điều kiện hơn thì họ tìm cách đi định cư ở những quốc gia tư bản thối nát như Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc. Con thuyền sắp bị lật. Nói thẳng ra Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh mất niềm tin và sự ủng hộ của đại đa số người dân, từ các ông bà cụ tới các em học sinh, sinh viên, thanh niên trẻ tuổi. Chính ông Trọng đã thừa nhận tình trạng chán đảng, khô đoàn, nhà chính trị hiện nay. Trong lịch sử trước khi một chế độ diệt vong, luôn có sự kiện chấn động nhân tâm, thay vua đổi chúa liên tục vì không còn ông vua nào đủ uy quyền với các phe nhóm khác nhau trong tập đoàn thống trị. Các quan chức cộng sản cao cấp liên tục chết một cách đáng ngờ như Nguyễn Bá Thành, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang, vân vân. Và bây giờ đủ thứ tin đồn về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là dấu hiệu cho thấy các đồng chí cộng sản đang tàn sát lẫn nhau và sự diệt vong của chế độ đã đến gần. Điều kiện cần đã có, giá điện, giá xăng liên tục tăng phi mã sẽ là điều kiện đủ để nhân dân tiễn đưa chế độ độc đảng toàn trị về với các Marx Lenin. Chính ông Trọng từng nói văn vẻ, thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước. Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bị lật nên còn chưa biết sức dân đâu, nhưng giới cai trị sẽ sớm biết được sức mạnh đó thôi, y như đám cai trị bên Venezuela, Sudan, Algeria đang nếm trải. Bệnh tình ông Trọng, chính quyền Cộng sản giấu đầu hở đuôi, người dân chẳng biết đâu mà lần. Kể từ khi ông Trọng kiêm nhiệm luôn chức Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, cuộc hành trình của ông Trọng kinh qua những giai đoạn quan trọng đến vận mạng của Đảng, của ông và của dân tộc Việt Nam.
Việc đốt lò của ông tạo nên tiếng khen lời chê tùy góc độ nhìn, tùy xu hướng chính trị, tùy lợi lộc phe nhóm, vân vân. Một biến cố bất ngờ xảy ra lúc 15 giờ 10 phút ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019. Mạng xã hội rúng động sau khi Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà viết trên trang cá nhân thông tin sức khỏe của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bất ngờ phải nhập viện đa khoa Kiên Giang vào buổi trưa cùng ngày. Tuyệt đối không có thông tin nào được đưa ra từ truyền thông lề đảng, nhưng truyền thông lề dân lại cung cấp rầm rộ thông tin tin tức về ông Tổng chủ của nhà nước Cộng sản toàn trị. Vui mừng thì nhiều, thương cảm thì hiếm, đó là thước đo mà quần chúng dành cho vị lãnh đạo Cộng sản. Thông tin từ nhà nước ít khi nói thật. Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2019 và thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2019, nhiều báo ở Việt Nam đưa tin như tờ Thanh Niên, Đất Việt đưa tin ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng ông Maha Vajiralongkorn chính thức đăng quang. Dư luận không tin ông có thể ký được tên vào thư chúc mừng này. Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời mừng Estonia thành lập chính phủ mới, chúc mừng quốc khánh Ba Lan, chúc mừng Tổng thống Ukraine vừa đắc cử, chúc mừng tân Thủ tướng quần đảo Solomon Island. Dân thông tin mạng viết trên Facebook nhiều lời xúc phạm ông Trọng khi đọc tin này. Tin trên mạng Tờ Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn nhận các điện thư từ các lãnh đạo quốc tế chia buồn của Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và Phó Tổng thống Soraya Murillo cùng gửi thư chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lời chia buồn của Tổng thống Mông Cổ Khadva Buntuga. Tổng chủ còn gửi thư chúc mừng đến Triều Tiên, dù đang chữa trị tai biến mạch máu não, ông làm việc bình thường và hơn cả bình thường. Tinh thần hy sinh vì nước, vì dân cao đến thế là cùng. Hơn 10 ngày sau khi ông Trọng bị đột biến về sức khỏe tại Rạch Giá, đúng vào cái ngày mà sinh nhật thứ 75 của ông ta, hãng tin Reuters ngày 25 tháng 4 năm 2019 đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng được đưa vào Bệnh viện Quân y Trung ương 108 tại Hà Nội. Có tin ông Trọng được bí mật đưa qua Nhật chữa trị như trường hợp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã chữa trị không thành công và tử vong. Bình phẩm từ bọn phản động và thế lực thù địch. Có tin lưu truyền là cha con ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra tay để rửa hận, nhưng tôi nghĩ rằng mức độ bảo vệ dày đặc và kỹ lưỡng, ông Dũng không thể nào làm được. Nhất là trong bối cảnh đốt lò đã khiến Tổng Bí thư có nhiều kẻ thù. Vì thế việc giữ an ninh cho ông Trọng luôn được đặt ở mức cao nhất, nhằm để đảm bảo an toàn nhất. Bên cạnh đó có tin việc giữ an ninh cho ông Trọng có cố vấn tàu được giao phụ trách. Nhưng trong lúc quan hệ Việt Nam-Trung Cộng gần đây ngày càng xấu đi, trong lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang ngày càng có xu hướng xích lại gần với Washington trong vấn đề hợp tác quân sự và Biển Đông, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không cưỡng lại nổi xu thế này trong bộ chính trị, vì vậy có thể tàu ra tay diệt đứa con hoang có mầm mống phản nghịch. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp đoàn Thượng viện Hoa Kỳ và Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, còn Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước chỉ gửi điện mừng tới lãnh đạo của nhà nước Triều Tiên, ông ở đâu? Thứ Bảy ngày 4 tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng dự trù có mặt trong buổi tiếp xúc cử tri của thành phố Hà Nội, nơi ông là đại biểu Quốc hội, nhưng không ai thấy mặt ông ta. Các nhà quan sát nói rằng việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự diễn đàn Vành Đai và Con Đường, cho thấy sức khỏe của ông Trọng đang có vấn đề trầm trọng. Cũng có tin rằng Hà Nội mời thầy thuốc giỏi của Trung Quốc sang điều trị cho ông Trọng, như họ đã từng mời điều trị cho ông Lê Đức Anh, hoặc tiện có thể đưa ông Trọng sang tàu để chữa trị. Trong đám tang ông cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh ngày 3 tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng được loan báo là ông là trưởng ban tang lễ, nhưng ông chỉ gửi vòng hoa đến mà không đến chia buồn hay đưa tiễn. Từ ngày 14 tháng 4 đến nay có tin đồn ông Trọng có thể bị đột quỵ, ông ấy bị liệt, méo mồm. Vấn đề quốc tang chỉ là những cái chứng cớ để chứng minh rằng ông Trọng còn khỏe hay ông ấy yếu, theo nhà văn Nguyên Bình từ Hà Nội. Nhìn vào các sự kiện như diễn đàn Vành Đai Con Đường ở Bắc Kinh cuối tháng 4, hội nghị trung ương trong tháng 5 và lời mời của Tổng thống Trump mời ông Trọng đến thăm Mỹ trong năm nay cùng nhiều sự kiện nữa lấp kín lịch, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bằng giao quốc tế nói với BBC hôm 22 tháng 4. Tôi không rõ là Việt Nam sẽ hướng ra toàn thế giới bên ngoài bằng cách giữ im lặng được bao lâu. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị tai biến mạch máu não, tuy không chết nhưng liệt nửa người, đang phải đập đi đứng rất khó khăn, tập nói và còn bị béo mồm. Tôi tin rằng sinh mạng chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng đã chấm dứt từ lúc 3 giờ 10 phút chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019. Vấn đề chúng ta cần bàn bạc là những gì sẽ xảy ra hậu ông Trọng và chúng ta nên làm gì để cứu sinh mạng đất nước Việt Nam, không để lọt vào tay tàu cộng. Có thể nói rằng cuộc chạy đua quyền lực thực sự bắt đầu từ lúc tin ông Trọng bị đột quỵ và nhập viện ở Kiên Giang.
Cuộc chạy đua có thể mang hình thái Bắc Nam hoặc nhóm lợi ích nào đó giành được gì trên xương máu, nước mắt, mồ hôi của dân Việt Nam. Dù không chết nhưng ông Trọng cũng phải từ bỏ chính trường. Tới đây sẽ có một cuộc xáo trộn lớn trong bộ máy lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam và cuộc chiến quyền lực sẽ diễn ra khốc liệt là điều không thể tránh khỏi. Nhóm giáo sư tương lai phát đi lời kêu gọi để người dân cảnh giác khi Việt Nam có thể xảy ra rối loạn, khi ông Trọng có thể qua đời hoặc sức khỏe của ông không thể đảm đương là điều cần thiết, vì thực tế tình hình nội chính của Việt Nam có thể đã bị can thiệp từ lâu. Những chiêu trò mới sẽ được tung ra, mà thâm hiểm nhất cũng có thể là trắng trợn nhất, là áp đặt nhân sự sao cho có lợi nhất trong mưu đồ lâu dài, đòi hỏi trước mắt của thời cuộc. Thế nước đã trông chênh sẽ lại càng nghiêng ngả hơn. Bản tin Star4, tổ chức nghiên cứu và tham vấn về vấn đề chính trị quốc tế hôm 3 tháng 5 năm 2019 cho rằng vấn đề sức khỏe không bình thường của ông Nguyễn Phú Trọng có nguy cơ dẫn đến bất ổn định trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Nhóm này cho rằng nếu ông Trọng không còn khả năng đảm nhiệm hoặc chết sẽ tạo ra màn đấu đá chính trị mới, làm cho việc chuyển quyền cai trị dự trù vào năm 2021 sẽ có nhiều rối ren hơn nữa. Ai sẽ thay thế ông Trọng? Ông Trọng đổ bệnh vô hình chung đã mở màn cho cuộc đua vào vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, hai vị trí tối quan trọng trong chính trường Việt Nam, và khi Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị đại hội cho 2 năm tới, đặc biệt với công tác chuẩn bị cán bộ nguồn. Có một số người hy vọng ông Phúc có khuynh hướng thân Mỹ và phương Tây sẽ có ưu thế trong tình hình hiện nay. Sau chuyến đi tàu của ông Phúc, câu trả lời có thể có những hé lộ nào đó. Ông Phúc, một trong những ứng viên mạnh cho vị trí đứng đầu Đảng, đi tàu từ ngày 25 đến ngày 27 và gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình, có thể tạo cho ứng viên này thêm lợi thế bên cạnh những lợi thế sẵn có, vượt trội hơn các đối thủ khác về kinh nghiệm điều hành bộ máy hành chính cấp nhà nước. Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà là ứng viên không nổi bật, nhưng nếu trong cuộc đua mà các ứng viên nặng ký không phân thắng bại, họ sẽ tìm người thỏa hiệp thay vì ủng hộ đối thủ của mình, và bà Ngân có thể là một nhân vật trong hoàn cảnh đó. Hai ứng viên khác từ bên Đảng và có nhiều khả năng họ sẽ trung thành với công cuộc đốt lò chống tham nhũng là các ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư và cựu trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, là cánh tay mặt của ông Trọng. Trong việc thanh trừng tham nhũng hiện nay, ông chưa từng giữ bất kỳ vị trí quản lý nhân sự cấp tỉnh thành. Bất lợi tiếp theo là ông sẽ vượt giới hạn ở tuổi 65 dành cho những người có thể ở lại Bộ Chính trị vào năm 2021. Ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, một cựu tướng công an, ông Chính sẽ ở tuổi 62 khi Đại hội 13 diễn ra. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên của ông trong Bộ Chính trị. Ông có những thành công về kinh tế mà ba người kia chưa có. Ông Trọng sẽ phục hồi và lại tiếp tục ở lại thêm nhiệm kỳ nữa. Đó là ý kiến của ai đó, nhưng tôi nghĩ không thực tế, nhất là điều kiện thể chất của người 75 tuổi sau cơn bạo bệnh. Thiết nghĩ người thay ông Trọng sẽ là nhân vật có bề dày thân Bắc Kinh rất cao, sẽ được Bắc Kinh hậu thuẫn hoặc tìm cách áp đặt để tiếp tục tuyệt đối trung thành với họ. Bắc Kinh muốn điều đó để Việt Nam tiếp tục làm lá chắn của họ, để có một chư hầu phục vụ nhiệm vụ chiến lược mà Việt Nam đóng vai trò địa chính trị quan trọng. Phương pháp khả dĩ mà dân tộc Việt Nam có thể chấp nhận đó là việc chuyển giao quyền lực cho nhóm tướng lãnh quân đội ít tai tiếng, có tinh thần dân chủ. Từ đó, họ cùng người Việt yêu nước có thể thực hiện mô hình biến điện để dân chủ hóa đất nước, để cởi trói dân tộc. Việt Nam, một dân tộc có nhiều lợi thế hơn Hàn Quốc mà phải chịu thảm cảnh do Cộng sản gây ra hơn 70 năm ròng rã, lực bất tòng tâm, ông Trọng có thể nghêu ngao hai câu thơ sau đây để từ giã chính trường. Ai về nhắn với anh hai tập, xót dạ Bắc Kinh, hà dạ Ninh Bình.